Dậy đi bơi các con ơi. Thảo, dậy đi bơi đi con, cho nó cao có sức khỏe nè. Trương Minh Mẫn ơi, Trương Minh Mẫn à, dậy đi bơi con. Đi, đi bơi cho có chiều cao nè. Ngày mai đi không? Bữa nay không đi nhưng ngày mai đi không? Ngày mai đi ha, hứa nha. Thề cho mày coi coi. Thề. Quá mới tôi bánh cho nha. Vậy giờ mày đi à. Rồi cho mày ngủ tiếp. Mê ngủ quá trời, mê ngủ hơn mẹ luôn. Mẹ không cố gắng mày dậy được. Minh Thảo ơi, Minh Thảo à, không nhúc nhích luôn trời. Ngày mai đi không? Không hồi âm luôn. Hồi tối hứa hẹn đủ điều. Nằm im luôn. Còn là Trương Minh Mẫn là trùm bền là luôn rồi. Không phản ứng gì luôn. Tối hôm qua nằm nói chuyện là ba mẹ con hứa với nhau là sáng sẽ đi bơi cùng với bà ngoại. Vậy mà sáng kêu nó đứa nào cũng mê ngủ không có chịu dậy. Thế là mình đi một mình đó mọi người. Bà ngoại đang bơi nè, nó bà ngoại đi sớm nghe chưa? Mình vô là bà ngoại gần về không á. Sáng nào mẹ mình cũng đi bơi hết á, do đó là mẹ mình bơi dữ lắm á mọi người. Hầu như sáng sớm nào mẹ cũng có mặt ở hồ là khoảng 5 giờ rưỡi hết đó mọi người. Đó bây giờ mẹ bơi cùng với lại cô chủ hồ với lại mấy cô ở xóm á. Còn mình thì lâu mình mới đi bơi thôi. Mà cái dịch Covid này mình nghỉ mấy tháng rồi. Hôm nay mình trở lại với hồ bơi không biết bơi có được không nữa nè. Mình sợ bỏ lâu rồi cái bơi cái ngập nước á. Thôi nó mấy bạn theo dõi thử coi mình bơi có được không nha. Cameraman của mình là cô chủ hồ đó mọi người. Mình nhờ cô theo cô quay cho mình đó. Mà cô cũng rất là nhiệt tình luôn. Cô theo quay suốt cho mình luôn đó. Đi bơi á, là phải đi thường xuyên đó mọi người. Còn nếu như mình bỏ lâu rồi mình bơi lại rất là khó. Đó mọi người thấy đi. Mình xuống nước á, mình ráng bơi á, chứ ráng thở mà thở cũng không nổi luôn. Mọi người thấy thì mình bơi không có trôi kìa. Đó, đạp chân hoài mà cũng không bơi nổi luôn đó. Lại ngập nước tiếp rồi đó. Đây là cô chủ hồ nè mọi người. Cô cũng là giáo viên, là đồng nghiệp của mình luôn đó. Nhìn dáng cô bốc lửa chưa? Nó giữ thần chưa? Bây giờ bắt đầu tiết mục chụp hình nha. Cô cũng chịu tạo dáng lắm đó. Cô đang nhờ mình chụp vài bức ảnh cho cô đó.
Bây giờ cô đang tạo dáng dưới sự chỉ đạo của cô Diễm chân quê đó mọi người. Bây giờ là khoảng 7 giờ rồi, là có một cái lớp học thiếu nhi nó đang đến nè. Do đó mình tranh thủ mình lên mình đi về, để không thôi cái nhóm này nó mà càng xuống hồ là mình không thể nào bơi được đâu mọi người. Sẵn tiện đây á, mình quay cho mọi người xem luôn cái cách mà mấy bé học bơi nha. Nhìn thấy rất là cưng luôn á. Hầu như là trước khi bơi là các bé học các kỹ thuật á, đều ở trên bờ hết đó mọi người. Quay phim mấy bé vậy, cái em họ của mình á gọi điện về để mà đi xem mấy con chó, nhờ bán mấy chú chó giùm nó đó mọi người. Bây giờ mọi người theo chân mình đến nhà em của mình nha. Hiện tại là mình đang có mặt ở nhà em mình rồi nè mọi người. Đây là con chó mẹ mặt xệ. Trời ơi, bả đó, bả mặt xệ chứ đem bỏ với lại á. Cái giống chó mặt xệ bà không có chịu, bà chỉ có chịu là giống chó cỏ của mình thôi. Do đó giờ đẻ ra hả ba bốn con lai không mà bà không có chăm sóc gì trơn á. Bây giờ mọi người theo chân mình ra phía sau để xem những chú chó con nha. Nhìn cái mặt của bà kìa, trời ơi nó xệ. Nó hai con mắt kìa, hai con mắt thì lòi ra vậy mà làm giá nó mọi người, gả chồng cho mà không có chịu đó, tự chọn chồng à. Đây là những bé con lai, bé nào bé đó nhìn rất là dễ thương luôn. Cái con mà vàng á là nhà mình để lại nuôi đó mọi người, còn mấy cái con kia là em mình nhờ bán đó. Mình cũng có duyên bán chó lắm, bởi vì á mấy con chó này toàn là bán về cho những người cưng chó không à, cho đó mình cũng rất là an tâm. Mình thấy cũng không có tội lỗi gì hết, lý do là bán cho người ta nuôi mà người ta cũng cưng chiều giống y chang nhà mình thôi. Do đó là em mình nó mới nhờ mình bán hết cái mấy con chó màu đen này nè. Trong đàn á là có bốn con, ba con màu đen chân trắng, mọi người thấy nó pha cái chân màu trắng á, nhìn rất là dễ thương. Còn cái con màu vàng đó là cái con đặc biệt, nó giống con mẹ nhất mà nó màu khác nữa. Do đó là nhà mình giữ lại nuôi cái con này, còn ba cái con này là một chút xíu nữa mình sẽ đem giao cho khách hàng. Cái thằng cháu của mình đó mọi người thấy nó ngồi nó cưng chó không, tội nghiệp nó lắm. Mỗi lần người mình đem giao chó là anh khóc nữa, anh chui vô phòng ảnh nó khóc thấy mà tội luôn á. Thôi bây giờ á mình chuẩn bị về nhà để mà đi giao mấy chú chó này cho khách hàng của mình. Hôm nay mình quay clip đến đây thôi nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem kênh cô Diễm chân quê. Mọi người đừng quên like, share và nhấn nút subscribe để ủng hộ kênh của mình càng ngày càng phát triển hơn nha mọi người. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong clip lần sau nha. Rồi, con này dễ thương quá. Ủa chứ nhà mày không có để đây con nào nuôi hết hả? Từ hai con kia không quậy trên bình.
Không, mà điều mấy nhỏ 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 bé nào cũng cưng hết, được cho lên YouTube hết luôn, phát nữa mà nó cứ phát đó, cho mà lên YouTube luôn, mai mốt nữa mà già mà lục lại mày coi. Rồi con đen nè kìa.